Kính chào bà con cô bác, quý anh chị em đang xem video trên kênh Cây sim Rừng. Ngày hôm nay trong video này, em xin giới thiệu tới quý bà con cô bác, anh chị em cả nhà một cái phân khúc cây giống con. Cái cây giống con này là được chiết tư canh và số lượng rất là lớn. Cây sim rừng được chiết tư canh và nhiều quý cô bác bà con anh chị em thắc mắc là cây chiết tư canh liệu có sống khỏe không và tuổi thọ có cao không? thì kính kính thưa bà con cô bác anh chị em đây là những cây sim rừng cây giống con ở bên em rất là chắc khỏe uhm, bầu rễ ổn định chắc khỏe để quý bà con cô bác trồng với số lượng lớn ở vườn đôi bầu rễ rất là chắc khỏe rễ sung xuê chắc khỏe không có cái gì mà phải phân vân về cái chất lượng sống của cây sim rừng con cả uhm, và nhiều người cho rằng cây uh, giống thì uh, được trồng tư hạt sẽ tốt hơn là được chiết canh. Thì kính thưa bà con cô bà quý anh chị em, cá nhân tôi nghĩ như thế này, ngày xưa khi công nghệ khoa học chưa phát triển, uh, ông bà ta trồng bất cứ cây gì, nhân bất cứ cái gì thì lấy hạt để trồng. Còn ngày nay đối với cái tuổi thọ của cây sim rừng, tuổi thọ rất là cao và cho đến nay vẫn chưa biết tuổi thọ của cây sim rừng là bao nhiêu, chỉ biết rất là lâu. Thì uh, những cái cây sim rừng được chiết tư canh có rất là nhiều lợi thế. Nó cho nhanh hoa quả, nhanh cho hoa quả và nhanh lớn thì đó là cái ưu điểm của cây sim rừng được chiết tư canh. Và hiện tại thì bên vườn em cây sóng giống sim cây giống sim rừng phân khúc nhỏ như thế này còn rất là nhiều. Số điện thoại thì em luôn để trên màn hình. Quý bà con cô bác có nhu cầu trồng sim, có nhu cầu trồng sim thì inbox e ngay. Và đối với những bà con cô bác, quý anh chị em trong với cái số lượng lớn lấy với cái số lượng lớn thì được ưu đại ưu đại lớn và ưu đại cho những cái khách hàng đã lấy trước đó vài năm vài tháng và đã lấy trước đó rồi thì hiện nay ở vụ xuân này vụ xuân 2024 sẽ có những cái ưu đại dành cho quý bà con cô bác lấy lại cây để trồng hoặc là lấy lại cây để những cái phân khúc cây con như thế này lấy lại thì sẽ có cái ưu đại lớn à, cây giống của bên nhà em thì rất là khỏe Um, con, cây giống con, cây giống cây sim nhỏ như thế này trong đảm bảo trong trăm và mùa xuân là tỷ trồng cây. Thì hiện nay vào mùa xuân, thời tiết uh, dịu nhẹ, thích hợp cho cái việc trồng cây sim rừng. Quý bà con cô bác, anh chị em nếu mà trồng sim rừng thì xác định trong thời điểm bây giờ thì đến mùa hè nóng bức là cây đã bén rồi thì chúng ta không bị áp lực trong cái việc uh, tưới tiêu hay là chăm sóc nó đối với những cây giống sim phân khúc nhỏ như thế này thì cái việc vận chuyển nếu ít thì sẽ ship dưới ship code còn shipper sẽ mang về tận nhà còn với số lượng lương nhiều thì sẽ có xe chở đến tận nơi nên là quý bà con cô bác hoàn toàn yên tâm trong việc khâu vận chuyển và cũng như tỷ lệ sống của cây và đảm bảo sống trăm phần trăm và có những kỳ ưu đại lớn khi mà quý bà con cô bác lấy số lượng nhiều và lấy lại lấy lại cây giống của bên nhà em. thì đầu xuân năm mới cũng là một cái mùa xuân để trồng cây. thì kính chúc bà con cô bác một năm bồi thu và kinh tế dồi dào, làm ăn phát đạt, cây chim rừng luôn. để số điện thoại ở trên màn hình. quý bà con cô bác nhanh tay ebook và cảm ơn quý bà con cô bác đã lắng nghe. Ngoài cây giống phân khúc nhỏ như thế này thì bên nhà em có những cái cây cây sim rừng đã lớn và hiện tại có rất là nhiều thế, nhiều những cái cây lớn hơn và lớn nhiều. Thì quý bà con cô bác, anh chị em có nhu cầu trồng ebook ngay nhé.